Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau live stream và chia sẻ về chủ đề đó là thiền và giấc ngủ. Và chúng ta hãy chia sẻ cái chủ đề này cho nhiều người hơn nữa. Khi mà có nhiều người hơn nữa vào cái live stream này thì Hiên Dương sẽ chia sẻ cái cách chúng ta ứng dụng thiền hiệu quả để có thể phục hồi cái giấc ngủ của chúng ta một cách tự nhiên và không dùng thuốc. Chào anh Quang Vũ, anh ở Sài Gòn ạ. Chị Ngô Thị Trường ở Sóc Sơn. Chị Nguyễn Diệp ở Hậu Giang đúng không ạ? Em Trang ở Ninh Bình. Đinh Việt Hằng đúng không ạ? Chị ở Nha Trang. Phùng Văn Nghĩa. Chào anh Phùng Văn Nghĩa. Chào chị Hằng. Hà Nội mùa đông. Chào mọi người chào nhau đi để cho cái không khí của chúng ta tích cực hơn. Và bây giờ thì trước khi mà chia sẻ kỹ hơn về cái chủ đề thiền thì chúng ta sẽ nói đến cái chủ đề là mất ngủ, khó ngủ. Và trên cái bảng của Hiên Dương thì có hai chữ thiền và chữ ngủ mà có thể nhìn thấy đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh hai cái chủ đề này. Nó gọi là một vấn đề nhưng mà là tách ra thành hai nửa. Nửa đầu tiên là vấn đề mất ngủ và nửa thứ hai là vấn đề thiền. Vậy thì cái mất ngủ nó có cái tác hại gì? Theo mọi người thì mất ngủ có cái tác hại gì ạ? Chắc chắn ở đây có rất nhiều cô chú anh chị mà chúng ta đang rất là đau đầu đúng không ạ? Đang rất là khó chịu về cái vấn đề mà mình đang gặp phải, đó là vấn đề khó ngủ, mất ngủ. Thì theo mọi người mất ngủ nó có cái tác hại gì? Tác hại tiêu biểu chúng ta có thể viết vài chữ thôi cho Hiên Dương được biết là chúng ta đang phải phải đối diện với những cái khó chịu nào, đối diện với những cái nỗi đau nào mà chúng ta đang gặp phải. Rồi ạ, chúng ta hãy viết xuống xem vấn đề mà anh chị đang gặp phải đối với giấc ngủ là gì. Mất ngủ đã khiến cho anh chị gặp những cái vấn đề gì, gặp những cái tác hại gì, gặp cái nỗi đau gì. Được ạ. Rồi chị Ngô Thị Trường là suy nghĩ linh tinh và rối loạn lo âu, tức là chị cho rằng mất ngủ nó gây nên một cái tác hại về tâm lý đúng không ạ? Tức là khiến cho mình bị cái chứng là rối loạn lo âu. Theo mọi người thì ngoài ra nó có cái tác hại gì không? Mọi người đang bị cái vấn đề mất ngủ nó gây ảnh hưởng với mình như thế nào? Chúng ta hãy viết xuống để Hiên Dương được biết. À, anh Quang Vũ là bị ù tai, bị cứng cơ, là bị mù mờ mắt này. Đấy, rất là nhiều những vấn đề tác động lên thân thể vật lý của chúng ta đúng không ạ? Rồi là chị Đinh Việt Hằng là bị đau đầu, rối loạn lo âu này. Anh Hoàng Minh là bị mệt mỏi đúng không ạ? Cô Hương Bùi là chánh niệm, buông thư, chữa bệnh xương khớp. Vâng ạ. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là mất ngủ nó có rất nhiều những cái tác hại. Và Hiên Dương tóm lại thì nó có những cái loại tác hại gì? Thứ nhất là tác hại lên cái thân, tức là cái thân thể của mình. Thứ hai là tác hại lên tâm lý. Vậy thì Hiên Dương sẽ đọc ra đây một số những cái nghiên cứu như sau. Đó là các cái bác sĩ ấy và các nhà khoa học cũng cho biết rằng cái việc mà chúng ta thiếu ngủ, mất ngủ sẽ làm tăng cái việc là giải phóng các cái dấu hiệu chống viêm và gây suy giảm miễn dịch, tức là làm cho cơ thể chúng ta mất cái sức đề kháng và suy giảm miễn dịch. Và về mặt thể chất ấy, thì nó có thể dẫn đến các cái chứng bệnh, ví dụ như là béo phì, tiểu đường này, rồi là huyết áp cao này, rồi hệ thống miễn dịch bị ức chế, rồi ham muốn tình dục thấp, nguy cơ tử vong và rất nhiều những cái tình trạng bệnh lý khác nhau. Và về mặt tinh thần ấy, thì mất ngủ sẽ gây đến các cái chứng tâm lý mà chúng ta đang gặp phải, ví dụ như là lo lắng, trầm cảm này, hoang tưởng, thậm chí là ảo giác. Đó. Và ở trẻ em, nếu mà tình trạng thiếu ngủ thì trẻ em sẽ có những cái hiện tượng ví dụ bị tăng động này, hoặc bị nhầm lẫn này, bị rối loạn này, giảm chú ý. Tức là rất nhiều những cái tác hại của việc thiếu ngủ và mất ngủ. Trên đây thì Hiên Dương mới liệt kê một vài cái tác hại để chúng ta hình dung thôi. Tức là mất ngủ sẽ tác động về cả thân thể vật chất của chúng ta và tác động đến cả cái phần tâm lý của chúng ta rất là nhiều. Ví dụ ở đây Hiên Dương thấy là có rất nhiều anh chị đang gặp những cái vấn nạn như vậy. Ví dụ như là chị Thủy Vũ mà bị hồi hộp, CC Lưu bị lo âu này, trào ngược dạ dày là chị Thủy Vũ này, chị Diễm My chào chị ạ. À, anh Quang Vũ thì bị lạnh chân, giật mình, Luân Superman không tỉnh táo. À, chị Minh Hằng là mệt mỏi, đau đầu, tiền đình, đau dạ dày, chán đời đúng không? Tức là rất là tiêu cực. À, Hiếu Phan thì bị mất ngủ dẫn đến quên, không tập trung, bực bội, tâm lý nặng nề. Chip Nguyễn thì bị đau đầu, mệt mỏi đúng không ạ? Em Trang là bị đau nhức, mỏi mắt, rồi đau thái dương rồi. Quang Vũ lười biếng, không muốn hoạt động. Tức là cái hiện tượng mất ngủ nó đã tác động ngược trở lại đến tâm lý của chúng ta rất là nhiều. Và chắc chắn đây là một cái vấn đề nhức nhối nên hôm nay cũng được cái sự quan tâm của mọi người rất là nhiều trong live stream này. Và Hiên Dương cũng hy vọng những cái chia sẻ của Hiên Dương sẽ giúp được anh chị nhiều hơn trong cái tiến trình mà anh chị thực tập thiền ở nhà. Vậy thì trên đây Hiên Dương mới nói một vài cái biểu hiện thôi, của cái tác hại của cái việc mất ngủ đúng không ạ? Và Hiên Dương cũng sẽ đọc thêm các cái con số thống kê để cho mọi người biết là
à, cái hiện tượng mất ngủ nó xảy ra là một thực tế, chứ không phải là chúng ta tự suy diễn nó ra, mà nó xảy ra là một cái thực tế trên thế giới và đối với cả Việt Nam nữa. Ở khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, đây là con số Hiên Dương lấy ở trên báo VN Express này. Khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã từng thống kê tiếp nhận 13.000 bệnh nhân tới khám và điều trị mất ngủ trong năm 2017. Và trong đó thì 25% là người trẻ tuổi, từ 17 đến 30 tuổi. Và theo một nghiên cứu khảo sát tình trạng mất ngủ trong cộng đồng dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 33% dân số bị một trong những triệu chứng của mất ngủ. Và khoảng 30% bệnh mất ngủ có liên quan đến bệnh tâm thần. Chúng ta thấy là mất ngủ và vấn đề thần kinh, đúng không ạ? Nó liên hệ mật thiết với nhau. Và tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ đã cho biết là số lượng người đến khám vì mất ngủ thì chiếm khoảng tỷ lệ là 15%. Và tuy nhiên, cái bệnh mất ngủ còn được phát hiện khi mà người bệnh đến khám vì các nguyên nhân khác, tỷ lệ là 35-40%. Vậy nghĩa là chúng ta đang thấy là cái con số mất ngủ nó không phải là sự suy diễn của chúng ta, không phải là tự dưng cái kênh thiền, đúng không ạ? Có rất nhiều người tới và thực hành, mà bởi vì nó diễn ra một cách rất thực tế. Có thể là ngay trong cái căn nhà của chúng ta, có những người nói ra, có những người không nói ra, nhưng chúng ta ở đâu đó đều có những biểu hiện của mất ngủ hoặc là khó ngủ. Và đặc biệt là nếu tình trạng mất ngủ kéo dài thì nó liên quan đến những cái chứng bệnh tâm thần rất là nguy hiểm. Nên là chúng ta cần phải thấy đây là một thực tế, chứ không phải là chúng ta dọa dẫm nhau để làm nhau hoang mang. Và rất hy vọng là với cái sự chia sẻ từ cả hai phía như này thì chúng ta sẽ cùng thảo luận, tìm ra một cái giải pháp, đúng không ạ? Và cái cách thiền nào tốt nhất để chúng ta ở nhà và chúng ta vượt qua được những cái vấn đề về mất ngủ ở tại nhà luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ thêm là cái nguyên nhân để dẫn đến cái chứng khó ngủ, mất ngủ là gì. Đó. Bởi vì khi chúng ta không tìm được nguyên nhân ấy, không tìm được nguyên nhân thì chúng ta sẽ khắc phục nó một cách không triệt để. Và có rất nhiều người sẽ khỏi rồi lại bị tái đi tái lại rất là nhiều lần nếu chúng ta không hiểu được cái nguyên nhân gốc của nó. Và tại kênh của Thiền Yên Dương thì có rất nhiều người đã được chữa khỏi cái chứng bệnh này và từng bước hồi phục cái sức khỏe bởi vì họ đã bắt đầu hiểu ra cái nguyên nhân gốc rễ. Vậy thì theo anh chị và các cô chú thì cái nguyên nhân mà mình nghĩ rằng là nó gây nên chứng mất ngủ của mình là gì? Các anh chị hãy viết xuống ô chat để Yên Dương được biết là vậy thì chúng ta đang nghĩ rằng cái nguyên nhân dẫn đến chứng mất ngủ và chứng khó ngủ của mình là gì? Chúng ta hãy viết xuống ô chat xem ạ. Sẽ viết xuống ô chat để Hiên Dương được biết là vậy thì mình hiểu cái nguyên nhân nó dẫn đến cái chứng mất ngủ là gì. Nếu chúng ta hiểu được nguyên nhân thì có lẽ là chúng ta đã thực hiện được những cái giải pháp phù hợp cho mình, đúng không ạ? Vì mỗi người sẽ có những nguyên nhân khác nhau và có những cái suy nghĩ về nguyên nhân khác nhau, chứ không ai giống ai cả. Và mỗi người sẽ cho rằng có một cái nguyên nhân nào đó dẫn đến cái tình trạng của mình. Vậy thì chúng ta hãy chia sẻ cái hiểu biết của mình lên cái ô chat này để Hiên Dương được biết xem là vì sao mình dẫn đến cái tình trạng mất ngủ. Nếu mình không hiểu nguyên nhân trong chính mình ấy, thì mình sẽ không thể biết được cái cách chúng ta giải quyết. Nên là rất mong các cô chú anh chị hãy viết xuống cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nguyên nhân của mất ngủ. Các anh chị hãy viết xuống, các cô chú hãy viết xuống đi. Bởi vì khi chúng ta viết xuống thì mới là sự trao đổi hai chiều. Và Hiên Dương cần được biết anh chị và cô chú đang nghĩ gì. Khi chúng ta bộc lộ được cái suy nghĩ ra thì Hiên Dương mới biết vậy thì chúng ta cần điều chỉnh ở đâu và bắt đầu với cách thức như thế nào thì phù hợp cho các cô chú anh chị. Vì khi chúng ta chưa điều chỉnh được những cái suy nghĩ về nguyên nhân của nó ấy, thì rất là khó để chúng ta có thể bắt đầu hồi phục nó từ bên trong. Có người nghĩ là vì lo lắng đấy ạ. Hồ Văn Phong đúng không ạ? Anh Hoàng Minh thì cho rằng là bị căng thẳng và suy nghĩ liên tục nên là dẫn đến mất ngủ. Vậy là có một cái từ đó, từ căng thẳng, đúng không ạ? Căng thẳng. Rồi, còn nguyên nhân nào khác không? Lo lắng, suy nghĩ, đúng không ạ? Tức là chúng ta suy nghĩ quá nhiều cũng dẫn đến mất ngủ. Anh Hồ Văn Phong cho rằng chúng ta suy nghĩ và bị áp lực. Thảo Lộc cũng nói là từ suy nghĩ, đúng không ạ? Chị Diễm My là dẫn đến từ suy nghĩ, đúng không ạ? Suy nghĩ, từ suy nghĩ mất kiểm soát, suy nghĩ nhiều và áp lực nữa. Áp lực ở đây là áp lực cuộc sống, áp lực công việc. Còn gì nữa không ạ? Anh Quang Vũ cho nói là bị mất tiền, vợ mắng lâu ngày. Có nghĩa là anh đang bị một cái mất mát, là bị một cái sự cố nào đấy, đúng không ạ? Một cái tổn thương, một cái sự cố. Sự cố tổn thương.
sự cố tổn thương, mất tiền. Mất tiền chúng ta có thể nói là sự mất tiền cũng được. Em Trang nói rằng là mình bị bất an, lo nghĩ nhiều, căng thẳng. CC Lưu nói là suy nghĩ đúng không ạ? Anh Hiếu Phan nói là bị tâm bệnh. Vâng ạ. Có nghĩa là đến từ cái tâm lý của mình. Như vậy thì chúng ta thấy có khá là nhiều những cái quan điểm khác nhau. Anh Hoàng Thiên nói rằng là không có cơn buồn ngủ. Tú Nguyễn là vợ chồng bất hòa, có nghĩa là đến từ một cái mối quan hệ có vấn đề. Tức là chúng ta thấy rằng khi bị bệnh lâu ngày không khỏi, có nghĩa là chúng ta bị một cái bệnh nào đó nó dẫn đến một cái bệnh. Bởi vì chúng ta thấy này, có rất nhiều các anh chị cô chú ở đây, chúng ta không phải tự dưng mà bị mất ngủ đâu, mà chúng ta bị một cái căn bệnh nào đó phía trước. Ví dụ như bị dạ dày đó, hoặc là bị xương khớp, hoặc bị một cái chứng bệnh trên thân thể vật lý trước khi chúng ta bị bệnh là cũng có, đúng không ạ? Chứ không phải tự dưng chúng ta bị mất ngủ đâu. Vậy thì có rất nhiều những cái nguyên nhân khác nhau của hiện tượng mất ngủ. Và không biết là chúng ta, những anh chị mà từng nghe những cái live stream gần đây của Hiên Dương, các anh chị có nhớ đến cái 6 vòng tròn mà Hiên Dương thường vẽ không ạ? Chị Hoàng Nguyễn là tuổi thơ bị bạo lực đúng không ạ? Đúng không ạ? Tức là một cái tổn thương rất sâu từ nhỏ của mình. Vậy thì không biết là anh chị còn nhớ cái 6 vòng tròn đúng không ạ? Nếu ai còn nhớ thì chúng ta gõ số 1 cho Hiên Dương ạ. Còn những anh chị mà lần đầu tiên chúng ta được nghe live stream này, live stream của Hiên Dương đi, chúng ta gõ số 0. Ai chưa từng nghe đến cái vòng tròn thì chúng ta gõ số 0. Còn ai đã từng biết đến cái 6 vòng tròn chuyển hóa thân tâm của Hiên Dương thì chúng ta gõ số 1. Để Hiên Dương được biết anh chị có nắm bắt được cái kiến thức này không ạ? Anh chị nào đã từng biết đến cái số 1 rồi ạ? Đến 6 vòng tròn đấy à? Chị Diễm My đúng không ạ? Em Trang, anh Hoàng Minh đều chúng ta chưa từng nghe đến cái 6 vòng tròn đúng không ạ? Rồi ạ. 6 vòng tròn chuyển hóa. Thì chúng ta có nhớ đến không ạ? Bây giờ Hiên Dương sẽ viết cho mọi người nhé. Đây ạ. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn lên 6 cái vòng tròn này. 6 cái vòng tròn này. Rất nhiều người chúng ta chưa được biết cái lý thuyết này đúng không ạ? Nếu chúng ta biết cái điều này thì dần chúng ta sẽ gỡ rối được và sẽ có những cái cách thực tập hiệu quả để lấy lại giấc ngủ. Và cái phần này nó nói đến cái nguyên nhân gốc rễ của mọi bệnh tật, trong đó có cái bệnh mất ngủ của chúng ta. Thì cái vòng tròn bên ngoài Hiên Dương gọi đấy là cái vòng tròn của thể vật lý, hay còn gọi là cơ thể vật lý đi. Cơ thể vật lý là cái vòng ngoài cùng. Cái vòng thứ hai đó là cái vòng cảm xúc. Cái vòng thứ ba ở đây đó chính là thể khí, hay còn gọi là năng lượng. Cái vòng tiếp theo ở trong sâu hơn đó là suy nghĩ. Và sâu hơn nữa nó gọi là hạt giống nghiệp. Chúng ta có thể gọi là hạt giống. Và có một cái tâm ở trong cùng, chúng ta có thể nhìn thấy một cái tâm này. Thì Hiên Dương không có chú thích ở đây, chúng ta có thể gọi nó là tâm không, hoặc chúng ta có thể gọi là tính không cũng được. Và cái đó thì dần dần Hiên Dương sẽ giải thích cho mọi người dần dễ hiểu nó. Và tại sao trong rất nhiều live stream và trong các khóa học của Hiên Dương đều nhắc đến những cái vòng tròn này? Bởi vì nếu chúng ta nắm bắt được nó thì có lẽ chúng ta sẽ tự hồi phục được sức khỏe một cách rất là tự nhiên, mà chúng ta có thể không phải sử dụng thuốc. Đó. Và chúng ta nhìn thấy này, cơ thể vật lý, hay nói cách khác là cái thể vật chất bên ngoài của chúng ta là gì? Là xương thịt, cơ xương của chúng ta đây, những thứ chúng ta nắm bắt được, sờ nắm được thì nó gọi là cái cơ thể vật lý. Vậy thì các cái vấn đề mà mọi người nói về nguyên nhân ấy, có những anh chị hoặc các cô mà nói rằng là chúng ta có một cái vấn đề về bệnh, hoặc là chúng ta bị tổn thương mất mát về tiền bạc, hoặc là chúng ta bị một cái mối quan hệ bên ngoài nó có vấn đề, nó khiến chúng ta bắt đầu xâm nhập sâu hơn về thể cảm xúc. Có nghĩa là Hiên Dương sẽ lấy một cái ví dụ cho mọi người dễ hiểu cái nguyên nhân nhé. Ví dụ như là một anh ở đây có nói là bị mất tiền đúng không ạ? Mất tiền tức là nó đang chạm đến cái phần bên ngoài nhất của anh rồi, tức là thể vật chất. Khi mà anh bị mất tiền thì nó dẫn đến cái cảm xúc của anh như nào? Cảm xúc của anh sẽ là sự mất mát, sự lo âu, sự tổn thương, sự khó chịu, sự mong cầu có thể lấy lại được tiền, tức là rất nhiều những cái cảm xúc khác nhau.
nó đã bắt đầu tác động vào vòng cảm xúc của anh. Và khi nó tác động vào vòng cảm xúc của anh thì bắt đầu nó tác động vào thể khí của anh. Tức là bây giờ các cái trong cơ thể của chúng ta có rất nhiều những cái ống kinh mạch khác nhau. Chúng ta phải tưởng tượng là nhờ các cái ống kinh mạch đó mà chúng ta mới được lưu thông, nên dân gian hay có cái câu là khí huyết lưu thông đấy. Vậy mà khi chúng ta có những cái suy nghĩ tiêu cực, có những cái cảm xúc tiêu cực thì bắt đầu nó tác động vào thể khí, khiến chúng ta sẽ bị tắc khí, khiến cho cái năng lượng của chúng ta nó sẽ có những cái vấn đề. Và khi chúng ta tắc khí thì bắt đầu nó tác động vào cái vòng suy nghĩ này. Bắt đầu chúng ta có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Đôi khi có những người tuyệt vọng đến cái mức là chúng ta nghĩ đến cái chết chẳng hạn. Điều đấy có. Như vậy thì bắt đầu nó tác động vào suy nghĩ. Và bắt đầu nó tác động sâu hơn vào những cái tầng hạt giống. Tức là khi mà chúng ta không giải quyết cái vấn đề này triệt để, ví dụ như là mình bị cái mất mát, một cái tổn thương mà mình chỉ đè nén nó thôi, mình cố gắng cam chịu qua ngày này qua ngày khác, thì bắt đầu nó đè xuống. Có thể là bên bề nổi bên ngoài thì mình không có vấn đề gì, khi mà khi nó đè xuống ở cái tầng hạt giống ấy thì có nghĩa là nó lọt vào trong tiềm thức của chúng ta. Và khi nó lọt vào trong tiềm thức thì chúng ta không có cơ hội để có thể nào là chúng ta giải quyết ngay cái lúc đấy được nữa, vì nó đã ngủ sâu trong tiềm thức rồi. Nó chỉ đợi một cái cơ hội nào đó khi chúng ta lại gặp một cái sự kiện tổn thương tiếp theo, ví dụ một vài tháng, một vài năm tiếp theo mà chúng ta lại gặp một ai đó họ nói về cái mất mát đấy, họ nói về cái tổn thương đấy, thì bắt đầu chúng ta trỗi dậy lên một cái tâm nó gọi là rất là bấn loạn, một cái tâm sợ hãi, một cái tâm mong cầu, một cái tâm kiểm soát, thì bắt đầu tác động từ trong ra ngoài. Tức là hạt giống của tham sân si nó bắt đầu nó trỗi dậy, và khi nó trỗi dậy nó tác động lên suy nghĩ của chúng ta, tác động lên thể khí, tác động lên cảm xúc, và từ đó lại tác động ngược trở lại đến cái thân vật lý, tức là chúng ta có thể là bị các cái chứng bệnh. Nên là chúng ta mới hiểu là các cái vòng tròn này này nó có tác động rất là sâu sắc đến nhau. Tức là nếu chúng ta bị tổn thương ở bất cứ một cái vòng nào thì chúng ta cũng sẽ bị tổn thương ở những cái vòng khác. Thế giờ ví dụ như là vừa giờ là một cái ví dụ về việc mất tiền đúng không ạ? Bây giờ một cái ví dụ khác đi, nếu mà chúng ta bị tổn thương về một cái khối sâu thẳm, tức là bị tổn thương về cảm xúc đi, đúng không ạ? Chúng ta bị bạo lực, chúng ta bị bạo hành, hoặc chúng ta bị phản bội đi, đúng không ạ? Tức là rất nhiều người ở đây sẽ bị một cái tổn thương nào đấy về cảm xúc. Và chúng ta thấy khi chúng ta bị tổn thương về cảm xúc, chúng ta có cảm giác gì? Có người sẽ sợ hãi, có người sẽ tức giận, đúng không ạ? Có người sẽ hồi hộp, lo âu. Vậy cái lúc mà chúng ta có cảm xúc tiêu cực thì cái hơi thở của chúng ta như thế nào? Hơi thở sẽ bị ngắt quãng, hơi thở ngắn, đúng không ạ? Hơi thở nó không đều. Và như thế chúng ta khi chúng ta quan sát hơi thở cái lúc chúng ta tiêu cực thì chúng ta mới thấy nó tác động vào thể khí rất là rõ, tức là cái dòng khí ở trong chúng ta nó không có lưu thông bình thường. Và khi nó không bình thường thì nó tác động đến tất cả những tầng sau đó, chính là tầng suy nghĩ, tầng hạt giống, và tác động sâu nhất là vào tâm của chúng ta. Cái tâm không ấy, là cái tâm trong sáng nhất, bắt đầu nó cũng sẽ có những cái hạt giống không được tích cực. Nó là như vậy. Vậy thì nói đến 6 cái vòng này để cho chúng ta hiểu điều gì ạ? Chúng ta hiểu rằng á, tất cả những cái vấn đề của chúng ta thường nó sẽ đến từ bên trong của chúng ta. Và một cái tác nhân bên ngoài nó thường nó sẽ tác động vô tình vào trong những cái thể này thôi. Ở Hiên Dương vừa ví dụ ấy, chúng ta ví dụ như gặp một cái hoàn cảnh đi, đúng không ạ? Chúng ta bị một cái tổn thương từ một cái người nào đó này, hoặc chúng ta gặp một cái sự kiện về công việc, áp lực công việc, tức là cũng là một yếu tố bên ngoài. Hoặc chúng ta gặp một yếu tố môi trường tác động đi, nó đều là cái thứ bên ngoài. Hoặc là một ai đó tác động vào mình cũng là một thứ bên ngoài. Tình chúng ta khiến cho nó cứ ăn sâu ở bên trong cái tâm của mình, và khiến cho tâm của chúng ta nó không được gọi là giải phóng những cái năng lượng tích cực. Và cứ như thế thì dần dần lâu ngày nó tồn đọng và tạo thành một chứng bệnh đó. Thì Hiên Dương thấy rằng là có những người thì chúng ta bị các cái chứng về tâm lý mà chưa bộc phát ra cái chứng về vật lý, tức là chưa có cái bệnh ở thân. Nhưng có những người có bệnh cả thân và có bệnh cả tâm. Nhưng cái gốc ở đây là gì? Cái gốc mọi người luôn thấy có một cái tâm này, nó đi ra đây này. Thì cái gốc tâm này trong Phật Pháp thì gọi là tham sân si, hay gọi ngôn ngữ đời thường của chúng ta chính là các cái dạng hạt giống tiêu cực. Và khi các cái dạng hạt giống tiêu cực nó nằm sâu trong tiềm thức mà nó có cơ hội để trỗi dậy thì nó sẽ phản ánh ra bên ngoài. Bởi vậy nên nếu mà các cái phương pháp mà chúng ta chỉ điều trị hay là chữa trị mà tác động vào nguyên cái thể bên ngoài này, ví dụ chúng ta chỉ tác động đến cơ thể vật lý thôi, đúng không ạ? Chúng ta uống thuốc chẳng hạn, hoặc là chúng ta tập thể dục, đúng không ạ? Tác động vào thân rất là nhiều, nhưng nó chưa triệt để, mà chúng ta cần tác động vào cái tầng sâu nhất là cái tầng hạt giống này. Thì khi chúng ta tác động vào tầng hạt giống nghĩa là tác động vào phần tâm. Khi chúng ta tác động phần tâm thì nó mới bắt đầu có những cái dấu hiệu là nó hồi phục một cách căn bản, gốc rễ và tự nhiên được. Còn nếu chúng ta chỉ tác động vào thân vật lý bên ngoài thì nó cũng sẽ tác động vào tâm đấy, có, nhưng nó sẽ không triệt để bằng cái việc chúng ta tác động từ những cái hạt giống bên trong. Và có rất nhiều những cái phương pháp tác động hạt giống bên trong. Một trong những cái phương pháp hiệu quả nó chính là phương pháp thiền.
Nên là không phải là tự dưng mà kênh thiền lại có được những cái kết quả rất là tốt từ rất là nhiều người mà thực hành mà có được cái kết quả. Như vậy thì Dương sẽ nói tiếp, tức là qua 6 cái vòng tròn này thì mọi người đã hiểu được cái nguyên nhân gốc rễ nó đến từ đâu chưa ạ? Nếu mọi người hiểu thì mọi người hãy ghi xuống như Dương một cái câu đơn giản thôi và ngắn gọn xem là chúng ta hiểu vậy gốc rễ của bệnh nó đến từ đâu ạ? Và tâm, cái tâm của 6 vòng tròn này là gì ạ? Đó, như Dương vừa nói, nó là những cái hạt giống xấu, hay chúng ta có thể nói là đến từ cái tâm tham, tâm sân và tâm si. Tham tức là chúng ta luôn mong cầu từ rất nhiều nhưng chúng ta ít cái sự cho đi. Tâm sân là gì? Sân là khi không đạt được những điều mình mong muốn thì mình cảm thấy khó chịu. Đó là tâm sân. Còn si là gì? Si là mình không nhận biết được cái gì là hạnh phúc, cái gì là không. Không biết nhận biết được cả cái 6 vòng tròn này, chúng ta cũng không biết, thì đấy chính là tâm si. Và khi chúng ta thấy rằng là khi chúng ta không hiểu được bản thân cũng đấy là tâm si. Vậy khi có cả tham sân si thì mọi thứ nó bắt đầu nó trồi ra bên ngoài. Và chúng ta nếu mà chưa cảm thấy cái kiến thức về tham sân si nó cao siêu quá, nó khó quá, thì chúng ta hãy hiểu một cái từ đơn giản thôi. Mọi thứ nó đến từ cái hạt giống ở trong tâm mình. Nếu chúng ta nói từ tâm thì nó rất là chung chung, nó rất là mang tính chất quá tổng quan và khó hiểu, thì chúng ta hãy dùng cái từ đó là những cái hạt giống tiêu cực bên trong mình. Đó, những hạt giống tiêu cực nằm sâu bên trong mình thì nó trổ ra bên ngoài. Thì chúng ta có thể nói là gốc rễ của mọi vấn đề nó đến từ những cái hạt giống tiêu cực ở bên trong mình. Đấy, thì mọi người có thể dùng cái từ nào đấy mà mọi người hiểu. Và Hiên Dương gọi đó là những hạt giống tiêu cực ở trong tâm. Chúng ta có thể gọi là mọi vấn đề và cả cái chứng mất ngủ này nó đến từ cái hạt giống tiêu cực trong tâm thức của mình. Chúng ta hãy viết xuống cái từ đấy đi ạ. Viết xuống cái câu đấy đi ạ. Đó là sự hoặc là chứng khó ngủ mất ngủ đến từ những hạt giống tiêu cực trong tâm thức của tôi. Chúng ta hiểu điều đấy thì chúng ta mới bắt đầu hóa giải được nó. Còn nếu chúng ta chỉ nghĩ là nó đến từ bên ngoài thì làm sao chúng ta thay đổi được cái bên ngoài đây? Chúng ta thay đổi nhiều công việc thì chúng ta cũng vẫn khổ đau, vẫn áp lực thôi. Chúng ta thay đổi nhiều người chồng rồi chúng ta cũng không có hạnh phúc đâu. Đúng không ạ? Kể cả chúng ta mất tiền rồi có lại tiền, chắc gì chúng ta đã hạnh phúc như cái lúc ban đầu chúng ta tưởng. Chưa chắc, bởi vì tất cả các điều kiện bên ngoài Hiên Dương vừa nói đây này, nó rất là mong manh, nó rất là mong manh. Nó không quyết định được cái sự khỏe mạnh hay quyết định được cái sự hạnh phúc của chúng ta, mà cái thứ quyết định nó đến từ bên trong. Rồi, chúng ta có thể viết đó là mọi vấn đề đến từ những hạt giống tiêu cực trong tâm thức của mình. Đó, khi chúng ta hiểu được cái điều đấy và viết được xuống cái điều đấy thì Hiên Dương sẽ đi tiếp. Và chúng ta thấy là khi chúng ta hiểu, mặc dù nó khó, có thể nội dung này khó và không dành cho tất cả chúng ta, nhưng khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ giải quyết được nó. Bởi vì sao ạ? Khi chúng ta còn cứ chữa lòng vòng ở bên ngoài á, hoặc chúng ta chỉ tin là những cái thứ ở bên ngoài thì chúng ta không bao giờ chữa được. Nếu chúng ta chỉ tác động vào thân thôi thì rất khó, đúng không ạ? Chúng ta có thể đi chạy bộ, chúng ta làm mọi liệu pháp tác động vào thân, rồi thay đổi môi trường, rồi thay đổi công việc, đúng không ạ? Thậm chí thay đổi người chồng, thậm chí thay đổi hết những cái thứ bên ngoài của chúng ta, thì chúng ta vẫn không thay đổi được cái phần tâm thức bên trong, và nó vẫn cứ quyết định lên cái hiện tượng đó là chúng ta bị căng thẳng, bị suy nghĩ nhiều, bị tiêu cực, bị lo âu, rồi bị mất ngủ. Đó, tất cả chỉ xuất phát từ trong tâm thức của chúng ta thôi. Vậy thì thiền nó có cái tác dụng như thế nào? Đúng ạ, thiền có tác dụng như thế nào? Nếu chúng ta nhìn vào 6 cái vòng tròn này thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu hiểu thiền nó tác động đến tâm thức như thế nào. Và chúng ta sẽ thấy đầu tiên là thiền làm được điều gì ạ? Chúng ta thường nói cái từ suy nghĩ nhiều đấy ạ, đây ạ, đúng không ạ? Đúng. Vậy thiền có làm chúng ta làm chủ được suy nghĩ không ạ? Theo mọi người thì thiền giúp chúng ta điều gì ạ? Chúng ta hãy viết xuống xem là thiền đang giúp chúng ta điều gì. Nếu chúng ta không có niềm tin với thiền thì chúng ta thực tập thiền chúng ta sẽ hoài nghi nó và chúng ta cũng không có kết quả đâu. Vậy để có niềm tin thì chúng ta phải hiểu là nó có tác dụng gì với mình, đúng không ạ? Thiền có tác dụng gì ạ? Đầu tiên là đối với suy nghĩ. Đối với suy nghĩ thì thiền giúp chúng ta điều gì? À, làm chủ được suy nghĩ, đúng không ạ? Đúng rồi. Rất nhiều anh chị đang viết rất là tốt, làm chủ được suy nghĩ. Cảm xúc thì sao ạ? Đấy, chúng ta bắt đầu phân tích các cái vòng tròn đấy, đúng không ạ? Phân tích các cái vòng tròn mà Hiên Dương vừa viết. Vậy thì đối với cảm xúc thì sao?
cảm xúc thì chúng ta cũng sẽ làm chủ được cảm xúc. Làm chủ. Rồi đối với thể khí này, và đối với thể vật lý đi. Vật lý chính là thân thể của chúng ta và cái thể khí năng lượng của chúng ta. Thì thiền sẽ giúp chúng ta điều gì ạ? À, thiền sẽ giúp chúng ta chữa được đấy ạ, chữa bệnh. Bởi vì tất cả đến từ tâm, mà thiền thì tác động sâu vào những cái hạt giống trong tiềm thức và nó sẽ tác động ngược ra bên ngoài. Đầu tiên là giúp chúng ta làm chủ cảm xúc, làm chủ suy nghĩ và có tác dụng chữa bệnh, tức là chữa cả những cái vòng bên ngoài. Rồi giảm đau, đúng không ạ? Giảm đau cũng chính là thân vật lý đấy, chữa bệnh, giảm đau nó ở đây rồi. Và thiền sẽ làm mới các cái hạt giống trong tâm thức, làm mới tiềm thức. Thiền sẽ giúp chúng ta làm mới tiềm thức, hay nói cách khác là làm mới những cái hạt giống trong tâm thức của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta chỉ tác động ở bên ngoài thì chúng ta chưa bao giờ trực thẳng vào trong tâm được. Nhưng với thiền thì chúng ta có thể đi trực thẳng vào trong tâm và sẽ làm mới được những cái hạt giống trong tâm thức. Đối với những cái hạt giống tiêu cực thì chúng ta sẽ làm giảm được cái năng lượng xấu của những hạt giống tiêu cực. Và đối với những hạt giống tích cực thì thiền sẽ mời dậy những hạt giống đấy. Và những hạt giống đấy khi nó được mời dậy, nó giống như là được tưới nước ấy, thì bắt đầu nó sẽ trổ ra những cái kết quả tốt. Nên mọi người thấy rằng là không phải tự dưng luật hấp dẫn nó có giá trị, không phải dưng luật nhân quả nó có giá trị. Đó, luật trong ngoài, luật hấp dẫn này, luật cân bằng và rất nhiều những cái luật khác nhau, nó đều đến từ cái bản chất này. Tức là khi chúng ta làm tốt được những cái hạt giống trong tâm thức của chúng ta thì chúng ta sẽ có năng lực biến những hạt giống đấy, nó phát triển thành cây và cho ta những cái kết quả. Nên là chúng ta thường thấy rằng là cái việc nhân quả ấy, nó rất là rõ ràng như thế này. Nó không phải là cái mơ hồ hay không phải là cái gì mê tín tâm linh đâu. Mà nhân quả nó đến từ việc chúng ta biết gieo trồng những cái hạt giống trong tâm thức. Và chúng ta thấy có rất nhiều những cái cách gieo trồng cái hạt giống trong tâm thức, đúng không ạ? Đây ạ, cái này Hiên Dương sẽ dừng lại nhiều hơn để nói cho mọi người nhé. Nó gọi là hạt giống. Thì có rất nhiều những cách mà chúng ta gieo trồng những cái hạt giống tích cực trong tâm thức. Một trong những cách hiệu quả nhất đó là thiền. Bởi vì sao? Bởi vì bình thường chúng ta làm một việc gì đấy đều đánh đổi lại là cái niềm vui, niềm hạnh phúc và sự tích cực, đúng không ạ? Đấy là cái điều duy nhất để chúng ta mong chờ và muốn hướng đến. Đó là cái sự vui vẻ, đó là cái sự hoan hỷ, đó là cái sự hạnh phúc. Vậy thì thiền tập có thể đưa chúng ta có những giá trị đấy ngay tức khắc tại cái thời điểm chúng ta thiền tập. Và nó tạo chúng ta một cái quỹ hạt giống mới, nó cũng là hạt giống tích cực. Và khi chúng ta có những hạt giống tích cực thì bắt đầu những cái kết quả bên ngoài nó sẽ có. Đó, chứ không phải là tự dưng mà chúng ta có những cái kết quả bên ngoài đâu. Tất cả những cái người mà có một cuộc sống bình an hay hạnh phúc hay thành công, họ đều là những người biết gieo trồng những cái hạt giống tích cực trong tâm thức của họ. Chứ không phải tự dưng người ta có những cái điều đấy. Đấy, nên chúng ta hãy hiểu về cái quy luật nhân quả là gì. Nhân là cái đầu tiên chúng ta gieo ở trong tâm thức và quả là những cái nó trổ ra bên ngoài. Đó. Vậy thì vì sao có nhiều người đi từ thiện, đúng không ạ? Hay là chúng ta làm phước, hay chúng ta làm những cái việc tốt ấy, để gieo cái điều gì? Có phải là chúng ta gieo vào cái đối tượng chúng ta cho không? Không phải. Mà cuối cùng chúng ta đang gieo cái sự bình an, gieo cái sự tích cực, gieo cái sự hạnh phúc ở trong tâm trí này này. Và khi chúng ta gieo được vào đây thì bắt đầu chúng ta mới nở ra những cái kết quả tốt. Nên là khi mà chúng ta thấy là mình có những cái vấn đề ở bên ngoài, ví dụ như là vấn đề mà anh chị đang lo âu á, vấn đề anh chị đang tổn thương đấy, hay là vấn đề anh chị đang bị áp lực, thì đầu tiên nó phải đến từ những cái hạt giống này này này. Vì sao mình lại gặp cái vấn đề đấy? À, bởi vì có một cái hạt giống nào đó đang có tiêu cực trong này. Đó, đang có tiêu cực trong này nên nó đã gieo những cái đấy và bắt đầu nó trổ qua những cái lớp mà Hiên Dương vừa nói đấy, đúng không? Những cái lớp hạt giống này, lớp suy nghĩ, lớp cảm xúc, lớp khí, rồi bắt đầu trổ ra cái thể vật chất ở bên ngoài. Nên là khi chúng ta cố gắng thay đổi cái bên ngoài, chúng ta không thay đổi được, mà chúng ta phải bắt đầu từ bên trong, từ cái nhân. Và cái nhân nó đến từ tâm, đến từ những cái hạt giống trong tâm thức của chúng ta. Nên chúng ta cũng cần phải thay đổi, bắt đầu từ tâm thức. Và một trong những cách hiệu quả nhất mà Hiên Dương lựa chọn để có thể chia sẻ, đó chính là thiền định. Và vì thiền là một cái phương pháp chúng ta có thể tưới tẩm trực tiếp vào các cái hạt giống. Nói cái khác là khi mà hạt giống mà chúng ta không có đất, đúng không ạ? Chúng ta không có phân bón, chúng ta không có nước thì làm sao nó lớn được? Thì hạt giống nó nằm sẵn ở đây rồi. Việc của chúng ta là tưới nước cho nó thôi. Vậy nếu thực tập thiền đúng thì chúng ta sẽ tưới nước và sẽ hết được các cái vấn đề. Đầu tiên là những cái vấn đề về tâm lý, sau đó là những cái vấn đề về bệnh lý và sau đó có những cái vấn đề về sự mất ngủ chẳng hạn. Đúng không ạ? Có rất nhiều vấn đề đều đến từ một cái lõi này. Và khi chúng ta hiểu được cái lõi này thì thực sự
tất cả mọi cái vấn đề của anh chị sẽ được giải quyết nếu chúng ta hiểu được cái lõi này. Đó. Và Hiên Dương cũng sẽ đọc ở đây một số những cái dẫn chứng của rất nhiều những anh chị chúng ta đã học các khóa học online của Hiên Dương, và những anh chị đã từng thực tập trên YouTube cũng đã có được những cái bằng chứng của việc đó là khỏi mất ngủ và hồi phục sức khỏe rất là tốt. Có một chị có gửi cho tin nhắn cho Hiên Dương như này, đó là mình có đau vùng đầu trán, mình tập thiền một năm nay là đỡ nhiều. Năm ngoái mình 37 tuổi trải qua một trận bất ổn với sức khỏe, mất ngủ, và mình có duyên với thiền từ đó. Mình tham gia khóa 28 ngày mất ngủ của cô, và ngày thứ 25 của giáo trình thì mình tìm lại giấc ngủ tự nhiên. Hiện tại mình vẫn duy trì thiền để chữa tâm lý và xây dựng môi trường tâm hồn bên trong vững chãi hơn. À, như vậy chúng ta thấy có một cái dấu hiệu rất tích cực, đúng không ạ? Tức là cái khóa học 28 ngày nhưng chỉ có 25 ngày thôi là chị đã bắt đầu tìm lại cái giấc ngủ tự nhiên của mình, từ cái việc chị thấu hiểu những cái điều mà Hiên Dương đang nói. Nên Hiên Dương nói là những cái điều này với ai đó thì rất là dễ, nhưng với ai đó cũng lại rất là khó. Nên tùy cái nhân duyên chúng ta có nhận được những cái kiến thức này không. Bởi vì khi chúng ta hiểu điều này là chúng ta đã gần xong một cái chặng đường rất khó khăn để chúng ta vượt qua cái vấn đề mất ngủ đấy. Nên là rất mong mọi người lắng nghe những cái phần chia sẻ này để chúng ta có được cái thực tập ở nhà nó tốt. Đấy. Chứ đến lúc mình thực tập ở nhà mà có vấn đề là do mình chưa thấu hiểu những cái điều này, đúng không ạ? Rồi có một bạn khác cũng nhắn cho Hiên Dương, đó là cảm ơn chị đã giúp em thoát khỏi cơn khó ngủ và triệu chứng của rối loạn lo âu. Em vẫn duy trì tập thiền buổi tối, thì bạn ấy có nhắn cho Hiên Dương hồi cách đây một vài tháng. Rồi cũng có một cô có nhắn cho Hiên Dương cũng học xong cái khóa học 28 ngày thì cô cũng nói là lúc chưa thiền thì cô uống thuốc trầm cảm mà không ngủ được. Đầu muốn nổ tung căng thẳng, cô nghĩ mình không qua khỏi và lạy mẹ Quan Thế Âm. Cô đã biết đến cháu, được nghe những bản thiền tuyệt vời mà cháu bỏ tâm trí tận tâm nhiệt huyết vào trong đó để cứu người trầm cảm mất ngủ, lấy lại được giấc ngủ ngon, tinh thần sảng khoái như những cái cây héo sắp chết mà thiếu nước, thiếu bàn tay chăm bón, giờ được trận mưa và người chăm sóc nên đã hồi sinh nhanh chóng trở lại. Cô chúc cháu và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Thì đấy, mọi người thấy có những cái cô đúng không ạ, cũng đã rất là nhiều mà vẫn có thể hồi phục được cái chứng mất ngủ nhờ tập thiền. Nên là chúng ta hãy bắt đầu vun bồi cho mình cái niềm tin với cái phương pháp trị liệu tự nhiên này. Có một bạn cũng viết như này: chào Hiên Dương, trước tiên mình xin cảm ơn cái bài thiền của bạn. Nhờ những bài thiền của bạn mà mình vượt qua căn bệnh tâm lý 5-6 tháng nay và cũng mở ra đầu óc mình nhiều điều hay, mình cảm ơn. Rồi có một bạn cũng viết như này, còn ít tuổi thôi, bạn ấy nói như này: con vô cùng biết ơn vũ trụ đã cho con hữu duyên được biết đến chị Hiên Dương và cảm ơn chị rất nhiều, đã chia sẻ rất kỹ và nói rất rõ ràng. Rồi chúc chị vân vân vân. Tức là bạn còn rất trẻ, bạn cũng đã tìm đến thiền và thực tập. Và có một cô thì là viết như này: mình U60 mới tập 3 lần thì vào giấc ngủ rất hiệu quả, không cần uống thuốc ngủ, và cảm ơn. Chúng ta thấy đúng không ạ? Có cả những bạn rất trẻ và có những cô cũng đã rất là lớn tuổi, cũng đã thực tập và có được cái kết quả rất tốt. Rồi có một bạn cũng viết là hôm qua 12 giờ đêm lên giường chăn chọc không ngủ được, mãi đến 1 giờ 42 phút bật dậy mở bài thiền mới dần chìm vào giấc ngủ và hai lần đều thành công. Tức là chúng ta thấy cái điều này nó đã được chứng minh tại kênh rất là nhiều rồi. Đây Hiên Dương chỉ là người tổng hợp lại thôi, cho mọi người một cái nhìn tổng quan rằng cái phương pháp này là phương pháp đi vào tâm và từ tâm đi ra. Đó. Nghe thì nó rất là mơ hồ, nhưng chúng ta phải tự chứng, tự trải nghiệm thì chúng ta mới thấy được cái phương pháp này nó có tính hiệu quả rất là tốt. Và với những ai mà chúng ta đang sử dụng thuốc hoặc mới sử dụng thuốc, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thuốc, thực tập và một thời gian chúng ta có thể ngắt được thuốc. Bởi vì với Hiên Dương ấy thì thuốc cũng chỉ là một cái cách mà tác động vào cái vòng ngoài ấy, cái vòng vật chất, và nó làm cho mình có cái hiện tượng dần dần sẽ bị ức chế thần kinh và có ảnh hưởng đến thần kinh của mình rất là nhiều. Nên nếu anh chị thấy cái phương pháp này nó là cái phương pháp tối ưu và hiệu quả thì hãy có niềm tin với nó. Và bây giờ thì Hiên Dương sẽ chia sẻ cái cách chúng ta thiền thế nào để hiệu quả, đúng không ạ? Nãy giờ thì nói về mất ngủ rất là nhiều, nói về nguyên nhân rồi, nói về rất là nhiều những cái vấn đề về mất ngủ. Vậy thì có cái cách thiền nào để chúng ta có thể hiệu quả đây, đúng không ạ? Bởi vì có nhiều bạn thiền thì có kết quả, có nhiều cô chú thiền có kết quả, nhưng có rất nhiều người chúng ta vẫn đang vật lộn ở thiền nhưng mà chưa thấy có cái kết quả của việc thực tập tốt đấy. Vậy thì chúng ta mới thấy rằng là trong thiền nó cũng là một cái tổng quan thôi, còn từ thiền nó có các cái nhánh, thiền có rất nhiều nhánh, có những nhánh thiền thì tác động vào suy nghĩ, có những nhánh thiền thì tác động vào cảm xúc, có những nhánh thiền thì đang làm mới tiềm thức, và có những cái bài thiền nhóm thiền thì tác động tổng quan hoặc là tác động vào một số những cái loại cảm xúc tiêu biểu. Thì chúng ta thấy
chỉ về thiền thôi, nhưng mà nó rất là rộng đúng không? Vài trăm bài thiền thì mình nên thực tập bài nào, rồi mình nên thực tập cái cách như thế nào cho nó hiệu quả, thì bây giờ Hiên Dương sẽ chia sẻ cho mọi người cái điều này. Thì vậy thì chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là cái phần chúng ta nói là cái cách tập thiền hiệu quả. Thì chúng ta hãy viết cái xuống ô chat để chúng ta đỡ bị trôi bài đi, đỡ bị trôi bài và chúng ta thấy được cái sự tương tác. Hiên Dương rất mong mọi người tương tác và Hiên Dương có thêm cái động lực để chia sẻ cho mọi người, được không ạ? Mọi người hãy viết xuống cho Hiên Dương cái phần 2, đó là cách tập thiền hiệu quả để chữa mất ngủ. Cách tập thiền hiệu quả.